Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Mời mọi người xem ạ. Hôm nay lại là kiều, nhưng mà là kiều trắng. Hôm nay các cái chậu kiều trắng, trắng đột biến, trắng hoa, trắng tuyền á, nó nở đẹp mọi người. Các anh chị nào vào xem, nhớ bấm cho mình nút like nha. Và chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh. Và bên ngay bây giờ mình quay hoa cho mọi người xem nha. Ngày hôm nay là những cái chậu kiều trắng đột biến nó nở rất là đẹp. Nguyễn quay cho mọi người xem để cho chúng ta có thêm niềm vui trong những ngày xuân cả nhà ha. Kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm thì mỗi ngày lên live hàng ngày á, hai buổi, buổi trưa và buổi tối. Và ngoài những cái buổi livestream bán hàng trực tiếp ra thì có những cái video về hoa cho mọi người chúng ta ngắm. Đây, đẹp không cả nhà? Kiều trắng đột biến này thì nguồn gốc xuất xứ của nó là thuộc Lâm Đồng nha các anh chị. Về bản chất cây này thì nó nở vào mùa xuân. Nhưng mà những cái hoa mà mọi người đang xem ở đây thì để cho nó nở đúng dịp Tết như thế này á, thì đương nhiên là phải là hoa chúng ta có can thiệp ha, có nghĩa là hoa kích. Cái cây kiều này là cây kiều vuông ha. Thì cái loại hoa thông thường của nó thì nó sẽ là cánh trắng, cánh trắng và lưỡi vàng. Còn đây là kiều trắng tuyền hết luôn. Nó chỉ còn cái phần nhụy của nó ở đây nè, là nó màu vàng thôi. Hôm nay mình có 3 chậu, mọi người thấy đẹp không? Chậu này là chậu đẹp, mình cảm thấy nó đẹp nhất nè. Lung linh dưới nắng luôn ha. Anh chị nào chưa bấm like nhé, bấm nút like cho Nguyễn nha cả nhà ha. Những cái nút like của các cô chú anh chị và các bạn nó rất là hữu ích đối với kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em. Anh chị nào chưa bấm đăng ký kênh thì chúng ta bấm đăng ký kênh để mỗi khi tụi em lên live trực tiếp hoặc là có những cái video hàng ngày thì nó sẽ báo qua điện thoại cho mọi người chúng ta vào xem cả nhà ha, để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào của kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em. Những cái chậu tác phẩm này thì sau Tết á, các cô chú anh chị em sẽ tách ra thành từng khóm hoặc từng thân hoặc là từng hướng tùy theo cái thế mà chúng ta tách, thì em sẽ tách ra để nhân giống. Rồi anh chị nào thích thì mình sẽ chia sẻ giống cho mọi người ha. Mọi người xem được 3 chậu đẹp. 3 chậu này là mình mới mua hồi hôm trước Tết á, người ta đã kích hoa sẵn nha. Còn cái cây của Nguyễn, cây kiều trắng của Nguyễn trong vườn nữa thì các anh chị và các bạn cũng biết là trong những ngày cuối năm á, thì em đã bán sạch những cái cây ở trong vườn em rồi, cho nên là em phải mua giống lại. Và cái cây này thì người ta cũng kích hoa, nhưng mà người ta kích hoa nó hơi bị chật ngày. Đúng ra là người ta phải kích trước đó 5-6 ngày. Hôm nay là mùng 6 rồi cả nhà ha, hôm nay mùng 6. Cho nên là cái những cái chậu này bữa nay nó mới đẹp nè. Thì người ta kích nó bị chật ngày đi một tí. Đúng ra phải làm mùng 1 mà hoa như thế này thì mới rất đẹp. Đẹp không cả nhà? Ha, kiều đẹp lắm. Các cô chú anh chị thắc mắc hỏi kiều bao nhiêu một thân thì để tùy theo ha mọi người, tùy theo cái hướng tụi em tách. Thì hôm nào tụi em tách ra trồng ấm chậu rồi thì Nguyễn sẽ báo giá cho cả nhà sau. Còn bây giờ chúng ta ngắm hoa đi mọi người ơi, không phải lúc nào cũng có dịp để ngắm những cái hoa như thế này. Kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em thì hàng ngày cố gắng đưa những cái mặt hoa ở trong vườn nở ra để cho mọi người chúng ta ngắm, có thêm động lực, có thêm niềm tin, niềm yêu đối với những cái phong lan rừng, đặc biệt là những cái dòng lan đột biến. Trong năm 2022 thì có rất là nhiều thị phi đối với cái cây lan đột biến cả nhà. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì cây lan đột biến nó đã đến rất là gần đối với người chơi lan. Tất cả mặt cây mọi người đều có thể sưu tầm được. Chỉ còn là vấn đề là mọi người có muốn sưu tầm nữa hay không thì thôi. Nó không còn những cái giá nó quá cao mà không thể sưu tầm được giống như những năm 20, 21 nữa cả nhà ha. Rồi, video ngày hôm nay vẫn cho mọi người ngắm 3 chậu kiều này. Và đặc biệt có một cái chậu này là chậu 5 cánh trắng bạch tuyết của cô Trần Phượng nè. Cô mua và gửi lại vườn. Thì cũng quay rõ cho cô xem luôn nè. Một chồi gốc, hai chồi gốc, ba chồi gốc, bốn chồi gốc, năm chồi gốc nè cô Phượng nè. Và đặc biệt á, nó đang nở hoa nha. Đây, hoa bạch tuyết ạ. Hoa bạch tuyết á, thì anh chị nào mà mới chơi thì nghĩ là nó sẽ giống cây năm cánh trắng Phú Thọ cả nhà, nhưng mà hoàn toàn khác, chẳng giống một, không giống một tí nào luôn cả nhà nha. Năm cánh trắng tinh
đôi mắt rất là sắc như thế này, mũi trắng tinh, và cây này thì nó bay. Còn cây phú thọ thì hoa cắm nó cụp, nó không bay cả nhà nha. Đây, hoa nở ngày hôm nay, đâm cánh trắng bạch tuyết, mọi người xem cái đôi mắt của nó nha. Mình zoom lên cho mọi người xem. Đây, đôi mắt tuyệt đẹp đúng không? Cái hoa này cũng là hoa kích trên một cái thân non nè. Kích thì nó có nhiều cách mọi người. Đây là một cách cắt vát hình chữ V nè. Dùng lưỡi lam cắt hình chữ V xong rồi nhỏ kibro vào đây. Thì đối với những cái thân mà nó còn non á, khi chúng ta kích thì nó dễ dẫn đến cái tình trạng là cây nó sẽ bị méo lưỡi như thế này này. Đây mọi người thấy cái lưỡi nó méo không? Còn hoa mà nở tự nhiên hoặc hoa kích trên thân rất già và đanh á, thì hoa của nó sẽ đẹp nha cả nhà nha, nó không bị tình trạng như thế này đâu. Hoa kích thì thường người ta dùng để thẩm hoa là chính thôi. À, một lần nữa chúng ta ngắm lại những cái giò kiều của Nguyễn ha, kiều trắng. Kiều trắng tuyền, đẹp lắm, đẹp nhất là cái chậu này mọi người. Đẹp nhất là cái chậu này ha. Đây nữa, rất đẹp, to, đẹp. Những cái chậu này Nguyễn mới mua cho nên là mọi người biết là cái bên nem á, chăm kiều nó rất là đạt. Nhưng mà chậu này Nguyễn mua nên người ta chăm thì nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Nó không mập được như cây ở bên em chăm. Cho nên là hoa của nó thì chỉ ngắn ngắn thế này thôi. Rồi các anh chị biết là cây ở bên em chăm á, thì nó sẽ khác nhiều. Thì cái chậu này sang năm nó sẽ khác ha. Ở trong năm nay, cuối năm nay nó sẽ khác. Rồi, Nguyễn xin chào tạm biệt và lại hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những loạt video hoa nở sau nha.